Hey, what's up YouTube? Chào mừng các bạn đã lại quay trở lại với channel. Giờ đang là buổi chiều và một ngày thứ sáu. Ben Balloon ngày hôm nay nó thật là ra ngoài đường khá muộn. Và có thể mọi người đã đọc tiêu đề ngày hôm nay thì Ben Balloon sẽ nấu một bữa beef steak, hay còn gọi là một bữa bít tết bò. Nghe thế thì cũng không đúng, bởi vì steak cả bít tết thì như là hai món khác nhau đúng không? Đúng. Bít tết là phiên âm của beef steak mà. Nhưng mà trước tiên thì Ben Balloon phải đi tập đã, bởi vì phải thải hết tất cả những cái fast food của ngày hôm qua ra. Không có ý nói là fast food không ngon, nhưng mà bởi vì cái sự không healthy của fast food, thế nên là bây giờ Ben Balloon phải đi tập. Mặc dù bây giờ đã là buổi chiều rồi và Ben Balloon rất hiếm khi đi tập vào buổi chiều, bởi vì thường đi tập vào buổi chiều thì sẽ mất nguyên cả một ngày. Balloon hồi xưa có hay bị tập buổi chiều và cả ngày cứ nghĩ về cái việc là mình phải chuẩn bị cho việc đi tập, khiến nó hết mất cả ngày không? Có, bình thường ngày trước em tập lúc 6 giờ thì 4 giờ bắt đầu chuẩn bị tập rồi. Thế nên mặc dù là tập vào buổi chiều thì sẽ khỏe hơn là khi chúng ta tập vào buổi sáng, nhưng mà bởi vì Ben và Lùn là những người mà thời gian những năm trở lại đây thì rất là bận rộn. Bận hơn hồi xưa rất là nhiều. Hồi xưa thì khá là thoải mái và không cần phải như kiểu là từng giây từng phút như bây giờ. Nhưng bây giờ thì đúng là Ben và Lùn sống về một cuộc sống cực kỳ khoa học. Không thì một ngày chỉ có 24 tiếng, và cảm giác như một ngày 24 tiếng là không đủ ấy. Ok, hẹn gặp mọi người một lát nữa khi mà Ben và Lùn đã tập xong. How are you? Alright, welcome. Ben và Luân vừa mới tập xong và Ben vừa mới nhận được một tin. Đấy là mẹ Ben đang ở nhà của chị Ben, cũng cách nhà Ben khoảng tầm 45 phút thôi. Thế nên là Ben quyết định chạy qua mẹ Ben để chúc mẹ Ben ngày 8 tháng 3 và để gặp mẹ Ben một tí. Chắc là một lát nữa thì Ben và các Luân cũng sẽ đi một cái chợ bán buôn gọi là Costco ở gần khu vực đấy luôn. Ok, bây giờ thì cũng là buổi chiều rồi, một lát nữa chắc là đến nơi sẽ tắt nắng. Thế nên là hẹn gặp mọi người một lát nữa vào buổi tối. Hey, what's up mọi người? Bây giờ thì chúng ta đang ở Costco rồi. Đây là một cái nơi bán đồ xỉ, có nghĩa là những đồ bán buôn giống như là Metro ở Việt Nam ấy. Và trong này thì có đầy đủ hết tất cả, từ đồ ăn này cho đến gia dụng, tất cả mọi thứ ở trong này đều có. Và Lùn này, hôm nay Ben và Lùn sẽ đi cái này để mua một ít đồ grocery, đi chợ một chút. Hi, can I get one Italian sausage and one hot dog? Okay, give me some. Ben và Lùn vừa mới hóa giang để mua hai cái bánh. Trong lúc đói, bây giờ cũng đã là buổi tối rồi và chắc là hôm nay xác định sẽ phải về nhà nấu hơi muộn. Oh my god. Bên nhà ngon đi. Mọi người nhìn cái bánh, đây là một cái sausage sandwich, giống như là một cái bánh sandwich xúc xích ấy. Hot dog và pizza là hai cái cực kỳ signature của Costco luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta đã có thể bắt đầu chuyến đi. Mọi người nhìn một cái hộp mayonnaise ở đây, đây là loại nhỏ nhất ở đây luôn ấy. Ben và Lùn chắc chỉ ăn loại bằng 1 phần 10 cái này thôi. Thế nên đấy cũng là một trong những lý do mà Ben và Lùn rất là ít đi Costco, bởi vì nhà thì chỉ có mỗi hai người, mà ở đây thì bán đúng là như kiểu là cho một cái gia đình. Mọi người có thể thấy cái gian thịt ở đây. Ben và Lùn quyết định là lấy một cái miếng filet mignon. Ben và Lùn cứ phân vân về cái vị thịt này, bởi vì thấy cái vị thịt này nó không được ngon như là những cái miếng thịt mà bình thường mình hay mua ở những chợ như là Whole Foods. Bình thường Ben và Lùn chỉ mua khoảng 2 miếng ba chỉ đã là nhiều lắm rồi. 6 pound là 2 cân rưỡi. 2 cân rưỡi thịt lợn. Oh man. Thì mới thấy là như kiểu người Mỹ ấy, người ta tiêu dùng kinh. Mua rẻ hơn mua nhiều, rất nhiều. Ở đây họ bán King Crab giá 25 đô một pound. Blueberry. Bên già rất thích. Cảm ơn bà Lùn. Thật ra hoa quả ở đây nhìn hơi bị ngon luôn ấy. Nho này không? Có. Ngon không?
có nho xanh ở đấy ngon. Nói chung những thực phẩm ở đây thì đều là những thực phẩm cơ bản ở Mỹ, rất đầy đủ, rất nhiều, rất to. Ben với Lun thì thường không bao giờ đi cái chợ này cả, nhưng mà hôm nay thứ nhất là dẫn mọi người đi, và thứ hai là Ben cũng muốn ghé qua xem có gì. Với lại để mà nói thì đi cái chợ này rất là lời luôn, tất cả mọi thứ đều rất là rẻ và nhiều và to. Đây là mức sống tiêu chuẩn của mức sống cơ bản của người Mỹ. Bơi phải ăn nhanh nhá. Ồ, bùa ra xinh xanh rồi. Can I not answer that? Okay, sure. Thank you. Ông này hỏi đúng một câu hỏi rất là vô duyên. Đấy là bọn mày từ đâu đến? Nước nào? Mình có thể không trả lời câu hỏi đấy mà, bởi vì ông ấy mong muốn là mình sẽ croissant nhìn ngon nhưng mà em đến mùng 10 tháng 3. Mùng 10 tháng 3. Không thể. No way. Hôm nay đã là mùng 8. Mai là ăn hết. Mạnh dạn lấy một túi chanh. Chanh là quả được dùng nhất hàng ngày. Ngày nào bà Lùn cũng pha nước chanh buổi sáng. Đây có rất là nhiều những loại táo. Ben và Lùn lúc nào cũng ăn một loại táo gọi là Honey Crisp. Đây, chắc là Ben sẽ ăn gì này. Dưa hấu bé hơi chán. Thật ra dưa hấu kia là ngon lắm ấy. Còn dưa hấu này thì anh chưa ăn bao giờ. Nào, để xem nào. Tiêu chí là quả bé nhất, quả nào ở đây? Đại to. Ây. Em thích đến đây rồi. Hoa quả nhiều. Bà Lù nói là bà Lù vừa mới thích đến đây, bởi vì ở đây hoa quả nhiều. Những gia đình Mỹ cơ bản sẽ đều mua những thực phẩm ở những nơi như này. Bản thân Ben cũng lớn lên vì những đồ ăn của Costco. Costco, đây là bụng Costco. Đây là cái bánh nhà mẹ này. Bánh bác Hằng. Giống ít khoai về làm canh. Cái này cũng có thể làm khoai tây nghiền hôm nay được ấy. Tuần này mà không ăn nhà thì chắc chắn là đồ ăn không ăn hết. Thôi không mua đâu, nhiều lắm mình không ăn hết ấy. Mặc dù là rất rẻ, mặc dù là có thể chỉ chênh so với cả mình mua một cái một tí rồi đấy. Đúng rồi. Mà ăn không hết, bỏ đi tội lỗi lắm. Quýt này ngon lắm ấy. Đây là một loại quả rất dễ ăn, rất dễ bóc. Vừa ngon lại vừa healthy. Bà Lùn nhây. Chắc là mọi người cũng đã nhìn thấy cái logo này khá là nhiều rồi. Đây là logo Kirkland. Bán rất là nhiều những cái thực phẩm chức năng này, quần áo này, những cái đồ mà in-house, có nghĩa là những cái đồ mà do chính Costco họ sản xuất. Và đều là những đồ mà như kiểu rất là rẻ, chất lượng cũng gọi là đạt tiêu chuẩn. Ở đây là một đống bánh, giá phải nói rất là rẻ, rất rất nhiều. Đây chính là loại áo t-shirt của Kirkland mà ở trong này họ bán 6 cái ở trong một pack. Đây là một cái loại áo mặc rất là thoải mái, giá là 18 đô cho 6 cái áo. Áo rất là chất lượng. Ở đây họ cũng bán cả tất nữa. Đây là một loại tất mà chất lượng cũng khá là ok. Phải nói là rất là cơ bản, 12 đô cho 8 đôi. Đúng thật là nếu mà đi buôn thì nên vào đây, bởi vì cái gì cũng rẻ. Đây là cái máy floss nước. Nhà Ben thì dùng loại khác, loại mà ở đây họ không bán. Máy pha cà phê Tiểu Cường, máy xay sinh tố. Nhìn bà Lùn bé xíu đẩy cái xe. Ben và Lùn đang đến khu giấy. Nhà vẫn còn giấy này, thế nên là tạm thời chưa mua. Đây là loại giấy vệ sinh mà Ben và Lùn rất là thích, bởi vì đây là loại giấy vệ sinh rất là dày và dai và mịn nữa. Đúng không bà Lùn? Đúng quận này không? Thuận luôn. Bà Lùn phải một người mê Costco à? Có. Thật ra thì nếu mà một gia đình mà tầm 4 người trở lên ấy, đi Costco là quá lợi. Sao bà Lùn? Thôi, mua cái bé ăn mãi còn chả hết. Hết rồi. Hết rồi à? Rẻ đấy nhở? Oh yeah, Ben và Lùn tìm được một loại sữa chua mà mình rất hay ăn ở đây. Cứ nghĩ là cái sữa chua này là một loại sữa chua mà thừa, hóa ra là ở Costco cũng bán. Phải có một cái nhìn khác về Costco luôn rồi đấy. Có khi những cái siêu thị đấy ấy cũng nhập từ nguồn của Costco. Đúng rồi. Cái su kem này là một cái su kem cực kỳ ngon luôn. Mỗi tội quá nhiều, được 120 cái làm sao mà ăn hết được. Tuy nhiên ở đây có kem Häagen-Dazs. Häagen-Dazs tuyệt vời. Ben và Lùn vừa mới bỏ qua cái quầy này. Đây là quầy mà bán thực phẩm tươi. Oh yeah, asparagus. Tuyệt vời, lấy luôn để tối nay nấu.
Đây là quả bạn luôn thích nhất á. Raspberry ở đây gọi là phúc bồn tử. Một loại quả rất ngon, rất rất ngon. Baby cucumber. Đây là loại dưa chuột baby siêu bé. Ăn rất là ngọt, rất là ngon, rất là giòn. Và bà Lùn đang tìm được dâu. Đây là quả Ben thích nhất. Vấn đề chọn dâu là một vấn đề vô cùng nguy hiểm, bởi vì toàn bị trá hình. Thế nên lúc nào cũng phải soi thật là kỹ, trên xuống trái phải. Không thì có một hôm về vứt phải đến 70% cả một cái hộp. Bà Lùn cố lên. Xong xếp đồ lên. Bây giờ thì cũng đã khá là muộn rồi, nhưng mà thôi, Ben phải luôn rất là háo hức cho bữa ăn ngày hôm nay, bởi vì đây là một bữa ăn rất là healthy, rất là ngon. Hôm nay Ben phải luôn mua được một ít filet mignon của Costco. Đây chỉ là thịt hạng B trừ thôi, không phải là thịt hạng A, nhưng mà đây cũng là một cái miếng thịt rất là ngon. Thì hôm nay Ben và Lùn sẽ nấu 2 miếng trong tổng số 5 miếng ở đây. Trước tiên thì Ben có một cái package. Đây là một cái package mà Ben mua từ Amazon. Ở bên trong này là một cái túi Ziploc để có thể bảo quản và tàng trữ những đồ ăn để ở trong tủ đông. Đây, một cái Ziploc nhìn nó như thế này. Trước tiên là phải đeo găng tay, và đã lúc nào khi làm bếp thì Ben cũng đeo găng tay vào. Thứ nhất là để tay của mình không bị bẩn, không bị mùi sau khi mà mình nấu ăn xong. Và thứ hai là mình cũng giữ gìn vệ sinh được hơn khi mà mình sờ tay vào các cái đồ ăn. Bà Lùn đang ở đằng sau. Hôm nay bà Lùn phụ trách làm khoai tây nghiền, và Ben sẽ phụ trách làm thịt. Bình thường thì Ben và Lùn đều làm cùng với nhau, nhưng mà bởi vì ngày hôm nay Ben và Lùn nấu tổng là 3 món, thế nên là mỗi người sẽ phải phụ trách một món. Bà Lùn đang yêu cầu miếng to. Chắc là Ben sẽ ăn 2 miếng to nhất ở đây và để lại 3 miếng nhỏ hơn. Miếng này to quá. Và thêm một miếng này nữa. Chắc đây sẽ là khẩu phần của Ben và Lùn ngày hôm nay. Khi mà đậy cái Ziploc này thì lúc nào cũng cố gắng để mà lấy thật nhiều cái hơi ra, không thì cái hơi đấy sẽ là cái mà gây nên hỏng và ôi đồ khi mà mình tàng trữ ở trong tủ đá. Hôm nay là episode đầu tiên mà Ben và Lùn chính thức vào bếp để cùng nấu ăn với mọi người. Bình thường thì đây là một công đoạn mà Ben và Lùn lúc nào cũng enjoy và làm cùng với nhau. Mọi người nhìn cái này thấy có giống cái gì không? Thường thì khi mà làm thịt bò, Ben lúc nào cũng giữ cho nó cơ bản nhất có thể, nhất có thể. Bởi vì khi mà làm steak thì ngon nhất là ở cái steak. Có nghĩa là mình phải cảm nhận được vị thịt, chứ Ben không muốn là ướp quá nhiều hay là có quá nhiều gia vị. Thế nên là lúc nào Ben cũng chỉ cho đây là muối, đây là rock salt, một loại muối biển, season lên thật là đều, season mặt trước. Thêm một tí tiêu, đây là một loại tiêu xay. Cái tiêu xay này là một cái tiêu mà Ben luôn rất hay sử dụng ở trong bếp. Nó chỉ là một cái tiêu hạt đen thôi, và sau đấy thì nó có một cái thiết bị này để xay ra. Hồi xưa thì Ben luôn cũng đã mua một số những cái loại xay bằng gỗ các thứ, nhưng mà cảm thấy đây vẫn là cái loại tiện nhất để mà sử dụng season mặt trước và cả mặt sau nữa. Season có nghĩa là mình cho nó một ít gia vị. Và đối với cả các loại steak và các loại thịt bò thì ngon nhất chỉ là muối và tiêu thôi. Cứ chỉ muối và tiêu thôi, không thêm một cái gì cả. Quan trọng là do cách mình làm, lửa và cả chất lượng thịt nữa. Như Ben vừa mới nói thì đây không phải là loại thịt hạng A, nhưng mà cũng là một loại thịt khá là ngon rồi. Tiêu hai mặt. Mọi người có thể season cái này thừa hơn so với cả mức độ mà mọi người nghĩ là mọi người cần, bởi vì một lát nữa khi mà lên chảo thì những cái season này sẽ bị giảm đi khá là nhiều, bởi vì nó sẽ bị dính vào chảo. Cố gắng lấy hết tất cả những cái season ở trên đĩa còn lại và để cho miếng thịt khoảng tầm 15-20 phút thôi là đã bắt đầu có thể nấu rồi. Đây, mọi người có thể nhìn thấy miếng thịt nhìn rất là ngon. Đây là hai miếng thịt filet. Nhìn rất là ngon. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đặt cái này sang bên cạnh. Và Ben sẽ làm tiếp một món trong thời gian mà chúng ta chờ đợi cho miếng thịt ngấm một ít gia vị. Đấy chính là món măng asparagus, hay còn gọi là món măng tây. Và đây chính là cái măng tây đấy chúng ta vừa mới mua, cũng mua ở Costco. Thật ra thì không cần phải rửa đâu, bởi vì họ đã cũng sơ chế qua một chút rồi. Nhưng mà để cẩn thận thì chúng ta vẫn nên rửa qua bằng một ít nước lạnh. Đây là một cái túi khá là nhiều, nhưng mà một lát nữa khi mà đưa lên để mà đảo với các tỏi thì cũng sẽ giảm đi khá nhiều. Cộng với lại chúng ta sẽ cắt hết cái phần cuống này đi nữa. Bây giờ Ben sẽ bắt đầu rửa cái này
rồi qua khoảng vài lần nước. Ở đằng sau thì bà Lùn đã chuẩn bị một ít tỏi để một lát nữa đưa lên làm steak và làm ít khoai tây nghiền cộng với lại làm asparagus luôn. Ở trong bếp thì Ben và Lùn lúc nào cũng không thể thiếu được một là tỏi và hai là hành shallot. Đây là củ hành shallot. Đây là một củ hành hành ta. Nói chung là một củ hành ta. Asparagus thì cũng là một món rất là đơn giản thôi. Nói chung hôm nay Ben và Lùn nấu một bữa cũng rất là đơn giản. Bởi vì hôm nay là một ngày thứ 6, thế nên là Ben cũng muốn làm một cái chủ đề gì đấy liên quan đến ngày thứ 6. Và tự dưng Ben nhớ đến một cái phenomenon cư dân mạng rất hay thường làm ngoài Tech Tuesday thì vào ngày thứ 6 thường là làm về Fashion Friday hoặc là làm về Food Friday. Thì hôm nay Ben quyết định là làm về Food Friday. Ở những episode sau, nếu mà mọi người hứng thú thì Ben và Lùn sẽ làm thêm rất là nhiều những món nữa. Và đây, mọi người có thể thấy cái asparagus này Ben đã để ra ở trên cái thớt này rồi. Và chúng ta sẽ cắt đi cái cuống khoảng tầm 1/4 cái này. Nghĩa là cắt đi toàn bộ phần cuống. Ok, xếp xếp vào một chút. Và sau đấy thì tìm điểm sweet spot và chop. Đây là toàn bộ phần mà chúng ta cắt đi. Ben sẽ để toàn bộ phần asparagus đã làm rồi vào một cái rổ khác. Cắt thêm chỗ asparagus này nữa. Bắc. Trông thì nhiều như này thôi, nhưng mà thật ra một lát nữa khi mà đưa lên chảo thì nó sẽ co vào và bị rút đi cũng khá là nhiều. Chắc là rút đi chỉ còn khoảng một nửa thôi. Bất kể lúc nào khi làm bếp thì Ben và Lùng cũng có thói quen là làm đến đâu là dọn đến đấy để một lát nữa. Không phải dọn quá nhiều. Ngồi ăn xong, xem phim xong chỉ cần dành ra khoảng tầm 10 phút. Tối đa là 10 phút là đã dọn xong hết bữa cơm của mình rồi. Và nhờ việc đấy mà sẽ khiến cho mình đỡ bị lười nấu ăn hơn. Bởi vì Ben nghĩ là hầu hết tất cả mọi người lười nấu ăn là bởi vì cần phải dọn. Và nói thật, Ben và Lùn cũng không ngoại lệ đâu. Ben và Lùn cực kỳ là ngại công đoạn dọn. À, đây là một cái rổ và cái công năng của cái rổ này, đậy nắp vào và ấn. Ấn vào đây thì nó sẽ xoay hết tất cả các cái nước ra. Và khi mà chúng ta làm những đồ xào thì chúng ta không muốn là cái rau hay là các cái củ quả của mình có quá là nhiều nước. Bởi vì một lát nữa nó sẽ rất là bị ỉu và nó bị nhũn, nó không được giòn và nó không được crispy và nó không được nói chung là mọi người hiểu Ben nói gì. Mọi người có thể thấy thì cái nước của asparagus này gần như đã được rút hết rồi. Và một lát nữa chúng ta có thể chắc chắn là khi mà đưa lên nấu thì nó sẽ không còn bị quá là nhiều những cái nước dẫn đến cho cái asparagus này nó không được giòn và nó bị ỉu. Đây, mọi người nhìn nước này. Ok, vậy là bây giờ chúng ta đã có thể move on đến để bắt đầu season chảo. Season chảo là một công đoạn vô cùng quan trọng để mà có được một cái chảo chống dính. Có một cái chảo mà chúng ta không cần phải lo là đồ ăn sẽ bị dính ở trên đấy hoặc là cái món ăn của mình nó sẽ bị mất đi một mảng, bởi vì ở phía bên dưới vì chảo dính quá thế nên là đồ ăn bị dính xuống ở dưới. Lúc nào ở trong bếp Ben với Lùng cũng có một cái kitchen cloth này. Đây giống như là một cái miếng rẻ ở trong bếp nhưng mà chỉ sử dụng để mà lau các mặt bàn, các cái con dao và những cái đồ sạch thôi chứ không phải là để lau. Ở đây thì bà Lùn đã season hai cái chảo, mọi người có thể thấy season chảo thực chất chỉ là cho một tí dầu vào và bật cái nhiệt độ lên đến khi nào mà cái dầu nó hơi bốc hơi, nó smoking lên thì lúc đấy chúng ta lau một cái thì chúng ta sẽ có một cái bản của một cái chảo nhìn nó rất là trơn như thế này và chỉ có vậy thôi. Hiện giờ thì bà Lùn đang làm một cái sốt của khoai tây nghiền bao gồm có shallot, tỏi và một lát nữa có sữa. Và công thức bí mật đấy chính là cho một chút sữa tươi. Oh yeah. Mình có thể nhìn cái màu của cái này rất là đẹp. Bà Lùn vừa mới kể là hồi xưa Ben cưa bà Lùn một món này. Đây sẽ là một cái sốt để một lát nữa chúng ta cho vào khoai tây nghiền. Và đấy là món thứ nhất của ngày hôm nay. Bây giờ Ben sẽ bật cái bếp to nhất này lên, lửa to nhất. Và sử dụng cái chảo gang này. Sau khi chảo đã khá nóng thì chúng ta sẽ cho một ít dầu ô liu vào và cuối cùng chúng ta sẽ đặt cái miếng thịt này vào.
Đây là công đoạn quan trọng nhất và cũng là công đoạn mà cần sự cẩn thận nhất. Đấy, mọi người nghe cái tiếng này. Đây là cái tiếng mà chúng ta tìm đến. Đừng động vào nó, cứ để cho nó được sear cái mặt áp chảo một lúc thì chúng ta mới bắt đầu lật nó. Chúng ta có thể nhìn miếng thịt chín đến đâu bằng cách nhìn vào phía bên dưới này, và nó sẽ chín dần lên phía bên trên. Sau đấy thì miếng thịt sẽ hơi áp chảo một chút và được tách ra khỏi chảo, thì chúng ta sẽ lật miếng thịt. Oh man, đây là cái màu mà chúng ta tìm đến. Đây chính xác là cái màu mà chúng ta tìm đến. Amazing. Đấy, mọi người có thể thấy chảo không hề dính một chút nào cả. Bây giờ chúng ta sẽ áp thêm mặt bên này nữa. Nhớ là khi mà làm steak thì đừng di chuyển miếng thịt quá nhiều. Hãy để cho miếng thịt được áp chảo ở trên cái mặt chảo. Ở đây thì bên có một ít bơ lạnh mà bên sẽ cắt ra để một lát nữa sẽ cho vào. Và chúng ta có thêm một chút gia vị ở trên miếng thịt và có một chút ngậy hơn ở trên miếng thịt. Đây là một cái thiết bị khá hay, đây là một cái gắp mà Ben và Lùn mới mua. Đây là một cái gắp của hãng Rossler của Đức. Nếu mà chúng ta chúp xuống dưới thì bấm vào nó sẽ mở ra được. Nếu mà chúng ta để ngược lên trên thì khi mà đóng vào nó sẽ giữ nguyên như này. Và chúp xuống dưới, mở ra, để lên trên, đóng vào. Cái mùi này bây giờ đang rất rất là thơm. Ta sẽ sear bốn mặt. Oh my goodness. Cái mùi này thật sự là một cái mùi vô giá. Ok, và sau này chúng ta sẽ xia nốt mặt cuối cùng. Mặt này chúng ta sẽ để gác nó vào phía thành của chảo, bởi vì mặt này là mặt mà nó không đứng được bằng bản thân nó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ để miếng thịt về trạng thái đầu tiên, cho một miếng bơ vào. Ở đây Ben sử dụng bơ lạnh. Sau đây chúng ta sẽ cho một ít tỏi và hai lá thyme. Đây là lá mà rất là thơm, tạo được rất là nhiều vị cho miếng thịt. Công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ braise. Chúng ta sẽ dồn hết cái bơ này về cuối chảo, và sau đấy thì dưới lên cái lá thyme, mùi bơ và mùi tỏi. Giờ đang có một cái mùi rất là đặc biệt. Đây chúng ta sẽ lật thêm một lần nữa. Oh my goodness, mọi người nhìn cái màu rồi thì mọi người đã có thể đoán được đây là một bữa như nào rồi. Giọng bên gà đúng giọng của MC game show truyền hình ấy. Đã nhận ra đúng. Dồn hết miếng thịt về một chỗ và cứ braise lên. Đây chính là thành quả cuối cùng của chúng ta. Một miếng steak đã được nghỉ khoảng 10-15 phút. Một ít khoai tây nghiền và asparagus. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử dig in bữa steak của chúng ta ngày hôm nay ra sao và như thế nào. Hồng trong, đen ngoài. Oh my goodness. Juicy. Mọi người hãy nhìn miếng thịt bốc hơi nóng lên. Amazing. Bây giờ Ben và Lùn sẽ enjoy bữa steak này cùng với một chai rượu vang Montepulciano, và sau đấy thì bật God Time. Phải nói là hôm nay đây là một bữa rất là ưng ý. Mọi người có thể thấy miếng steak còn đỏ ở bên trong, hồng ở bên ngoài, và có một cái màu rất là chín ở phía bên ngoài cùng. Đây là một ví dụ tuyệt vời của một miếng steak medium rare. Thank you mọi người đã stay tuned episode lần này. Bon appetit. Cheers and